sự thật về đài truyền thông duy nhất mà mẹ Kim Ngân sẽ lộ diện, người dẫn thế nào, có công tâm không? Mới đây, nhà đài Jim BTV đã chính thức thông báo sẽ có buổi phỏng vấn độc quyền mẹ ruột và mẹ đỡ đầu của ca sĩ Kim Ngân để giải đáp mọi thắc mắc, ồn ào xung quanh ca sĩ Kim Ngân trong thời gian vừa qua. Dù đài truyền thông này cũng khá có tiếng với cộng đồng hải ngoại, nhưng vẫn còn lạ lẫm đối với đông đảo khán giả. Nhiều câu hỏi đặt ra, nhà đài có thật sự công tâm không? Và người dẫn chương trình là người như thế nào? Có thực sự hiểu về câu chuyện và có đủ niềm tin từ khán giả hay không? Chính vì thế chúng tôi sẽ mời quý khán giả tìm hiểu thêm những thông tin và sự thật về đài truyền thông Jim BTV nhé. Một vài năm nay, khán giả của đài truyền hình giải trí Sài Gòn đã bắt đầu làm quen và yêu thích một chương trình văn nghệ với một gương mặt trẻ măng và rất công tử, The Jimmy Show với người dẫn là Jimmy Thái Nhật. Nội dung của chương trình có vẻ như không mới. Phỏng vấn nghệ sĩ hầu hết là những người đã thành danh trong nền văn nghệ miền Nam trước 1975. Thế nhưng Jimmy Show lại có một sự hấp dẫn khá mới lạ, thu hút được khán giả thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vì đâu mà anh chàng Jimmy có gương mặt công tử lại có một show văn nghệ thành công, đáng chú ý như vậy? Jimmy quả là có nguồn gốc công tử Bạc Liêu. Anh sanh ở Bạc Liêu, Việt Nam năm 1993, nghĩa là năm nay chỉ mới 28 tuổi, sang Mỹ năm 2012. Ở độ tuổi này, Jimmy biết đến những ca khúc nhạc vàng trước 1975 qua thế hệ cha mẹ, ông bà. Mẹ của Jimmy đã ru anh bằng những bài hát như Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy, Chuyện Một Đêm, để lại cho Jimmy những ấn tượng không thể quên được. Ngay từ bé, anh đã có ước muốn được làm việc trong lĩnh vực truyền thông, có dịp được phỏng vấn những người ca nhạc sĩ mà đã từng ngưỡng mộ. Jimmy xem những chương trình tác giả tác phẩm của Asia hay vinh danh tác giả của Thúy Nga với một niềm say mê, và anh nhớ rất lâu chi tiết về cuộc đời của những nghệ sĩ. Và rồi ước mơ của Jimmy đã trở thành hiện thực khi anh được làm việc cho đài giải trí Sài Gòn vào năm 2017. Khi ban giám đốc đề nghị làm một show truyền hình cho riêng mình, Jimmy đã đề nghị The Jimmy Show, chủ đề là phỏng vấn nghệ sĩ trước 1975 hoặc những nghệ sĩ nổi bật tại hải ngoại sau 1975. Giám đốc đài giải trí Sài Gòn, Lê Khoa nói với anh rằng đề tài này trước đây đã có nhiều người làm rồi, Jimmy phải có ý tưởng mới lạ thì mới thành công được. Jimmy tự tin là mình có thể làm được, thế là anh bắt đầu. Với chương trình đầu tiên là phỏng vấn nữ ca sĩ Lệ Thu. Giờ Jimmy Show có gì mới? Theo Jimmy Thái Nhật, nguyên tắc đầu tiên của chương trình, khách mời là nhân vật chính. Anh chỉ là người gợi hứng để những khách mời kể cho khán giả nghe về những câu chuyện liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của mình. Thứ hai, Jimmy Show đặt trọng tâm vào những câu chuyện trong cuộc đời thường của người nghệ sĩ. Những câu chuyện làm người nghe cảm thấy gần gũi, thích thú. Thứ ba, Jimmy chuẩn bị rất kỹ những tư liệu, hình ảnh liên quan đến người được phỏng vấn. Thí dụ như hình ảnh một ca sĩ Lệ Thu để tóc dài thì quả thực là độc đáo. Để làm được điều này, ngoài việc Jimmy tự sưu tầm, anh còn được sự trợ giúp của những người bạn vong niên văn nghệ, cũng yêu văn nghệ như anh, Nguyễn Lập Hậu, Lê Minh Sài Gòn, Chu Văn Lễ. Nhiều yếu tố kết hợp lại đã khiến cho giờ Jimmy Show có một sức sống riêng biệt. Cho dù Jimmy đã từng bị xem là quá trẻ để có thể làm được dạng chương trình này, và ở khía cạnh tưởng chừng như là điểm yếu này của Jimmy, nay lại trở thành nét độc đáo của riêng giờ Jimmy Show. Jimmy quan tâm phỏng vấn người nghệ sĩ theo góc nhìn của thế hệ trẻ, và cũng vì thế chương trình của anh có sức hút mạnh đối với giới trẻ. Jimmy Show trở thành cầu nối của thế hệ trẻ cả trong và ngoài nước đến với nền văn nghệ rực rỡ của miền Nam. Nền văn nghệ đến giờ này vẫn cứ tiếp tục tỏa sáng cả trong nước lẫn hải ngoại. Jimmy còn nhớ rõ chương trình được nhiều người xem nhất trên YouTube. Đó là lần phỏng vấn các ca sĩ Thái Hiền, Thái Thảo, Tuấn Ngọc. Nhân sự kiện Thái Hiền trở lại sân khấu sau 10 năm vắng bóng. Cả ba đều thuộc gia đình cố nhạc sĩ Phạm Duy. Cũng từ chương trình này, Jimmy Show bắt đầu có tên tuổi đối với cả khán giả lẫn giới nghệ sĩ. Khán giả gọi đến khen ngợi chương trình, và việc Jimmy xin phỏng vấn giới nghệ sĩ trở nên dễ dàng được nhận lời hơn. Qua cuộc trò chuyện với Jimmy,
khán giả thích thú nhận ra những chi tiết thật dễ thương trong những ngày thơ ấu của Thái Hiền, Thái Thảo. Hai chị em hồi bé thân với nhau lắm, suốt ngày chơi búp bê với nhau. Rồi đến một ngày, bố Phạm Duy tự dưng đem Thái Hiền ra tập hát riêng, rồi đưa đi trình diễn. Rồi Thái Hiền trở nên nổi tiếng, là người của sân khấu, làm Thái Thảo mất một người chơi búp bê cùng. Những chi tiết như vậy chưa bao giờ được nghe nói trên các show văn nghệ trước đó. Buổi đi phỏng vấn làm Jimmy cảm động nhất là buổi phỏng vấn nhạc sĩ Trường Hải, tác giả của những ca khúc vang bóng một thời như Tình Ca Người Đi Biển, nữ ca sĩ Mai Lệ Huyền hát, Những Chiều Không Có Em, nam danh ca Hùng Cường hát. Theo Jimmy, đây là người nhạc sĩ xuất sắc trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn kinh doanh, đã hoạt động rất thành công trong lĩnh vực sản xuất, phát hành băng đĩa nhạc từ trước 1975. Ngày Jimmy lên San Bernardino phỏng vấn, trước khi đi, nhạc sĩ còn gọi phone dặn rằng Jimmy nhớ mua cho bác ổ bánh mì nghe con. Nghe mà thấy thân thương quá, tiếc rằng nhạc sĩ Trường Hải đã qua đời hồi tháng 6 trong sự tiếc thương vô vàn. Jimmy học được ở những nghệ sĩ thuộc thế hệ cha ông của mình nhiều lắm. Thí dụ như nhờ phỏng vấn nhạc sĩ Văn Trung, Jimmy mới biết được nguồn gốc của hai chữ cải lương. Theo bác Văn Trung, vào khoảng năm 1917, đoàn cải lương đầu tiên ở miền Nam đi lưu diễn với hai câu đối: cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh. Vào thời đó, hát cải lương là một cải cách trong văn nghệ của người miền Nam. Trước đó chỉ quen thuộc với lối hát bội cổ truyền, người dân lấy hai chữ đầu của hai câu đối cải lương để gọi tên cho lối hát cách tân này. 100 năm trước là vậy, còn bây giờ cải lương đã trở thành ca cổ trong nhịp thay đổi của xã hội Việt Nam. Và chỉ vài tháng sau cuộc phỏng vấn của Jimmy, nghệ sĩ Văn Trung đã trở thành người thiên cổ. Thấm thoát đó mà Jimmy Show đã hơn một năm tuổi. Anh chàng công tử Bạc Liêu trẻ măng đã có hơn 60 tập phỏng vấn. Jimmy rất vui vì ước mơ của mình đã thành hiện thực. Jimmy muốn phỏng vấn nhanh hơn những nghệ sĩ của thế hệ đi trước, bởi vì họ đã dần dần ra đi khá nhiều. Jimmy còn có ý định làm những chương trình để tưởng nhớ, vinh danh những nghệ sĩ nổi tiếng đã khuất. Jimmy muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc Đài Giải trí Sài Gòn đã tạo điều kiện để anh thực hiện ước mơ của mình. Jimmy cảm ơn những người bạn đã giúp anh trong việc sưu tầm tư liệu cho những cuộc phỏng vấn. Jimmy cảm ơn những nghệ sĩ đã cho phép anh phỏng vấn. Và quan trọng hơn hết, Jimmy muốn cảm ơn cả một thế hệ văn nghệ sĩ của miền Nam đã để lại cho đời một vườn hoa nghệ thuật muôn màu, vô cùng phong phú và tuyệt đẹp. Jimmy mời các bạn trẻ Việt Nam, cả trong lẫn ngoài nước, hãy cùng Jimmy Show để tìm hiểu thêm về kho tàng nghệ thuật mà thế hệ đi trước đã để lại cho mình. Một nền văn hóa có giá trị chân, thiện, mỹ sẽ tự động tỏa sáng và trở thành bất tử. Trước những thông tin này, khán giả có thể sẽ khá yên tâm khi mẹ ca sĩ Kim Ngân đặt niềm tin vào đài Jimmy Show. Cùng chờ đợi buổi phỏng vấn vào ngày mai nhé quý vị khán giả.